Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày mùng 7 tháng 9 năm 2024, gia đình chia sẻ lên cùng anh em biết lan hàng rơi, đó là hàng trôn rơi và một số hàng nguyên bản để giới thiệu với anh em. Đây là mặt hàng của gia đình bán ngày hôm nay ạ. Và ngày hôm nay cũng là ngày mưa bão, cũng xin mong anh em là tránh chú bão an toàn, và ở trong nhà thì cũng có thể chốt được cho mình những giò lan mà mình yêu thích. Và cũng xin thưa là để qua bão thì gia đình mới gửi lan anh em nhé. Đấy. Lan bây giờ hiện tại thời tiết cũng đang bắt đầu mưa. Đấy. Đang mở mưa nhỏ thôi, cũng chưa mưa to. Đấy. Chia sẻ của anh em sưu tập để chơi. Ở đây đi vào các mã. Đây là mã số 1, cây rất là to anh em nhé, với giá là 200.000 đồng thôi. Đấy. Cây rất là to. Cây này đấy ạ. Đấy. Một cây ạ. Thời tiết mưa cho nên là cái bán hàng lan này cũng hơi vất vả. Hai cây này cũng tương đối to đấy ạ. Đó. Ba. Đây nó bị rách đây, nhưng cơ bản nó không sao đâu anh em nhé. Bốn cây. Cây này cũng được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cặp lá. Cây rất là to. Để chia sẻ với anh em. Mình giá là 200.000 đồng cái mã này. Và sang mã số 2. Mã số 2 thì đếm phân cho anh em, cây rất là đẹp, lá ngắn ạ. Một cây ạ. Đây là kẹp hai cây rất đẹp rồi anh em ạ. Được 1 2 3 4 5 cặp lá này. Cây phía sau ạ. Hai cây này kẹp nhau nhé. Không phải là để nhánh nhé. Lá ngắn rất là đẹp, lá to. 3 4 4 cây. Cây này cũng rất là to này. 1 2 3 4 5 6 cặp lá này. 130.000 đồng thôi, lan bán rất là rẻ. Anh em sưu tầm để chơi. Thì hôm nay là đang bắt đầu ở trên này cũng đón cái bão số 3. Dân cái này thì dân họ lấy về từ hôm qua. 1 cây. 2 3 4 5 6 7. Mã này mã số 3. 7 cây mà chỉ có 150.000 đồng thôi. Cây rất là đẹp. Cây mã số 4. Mã số 4 thì mã này là mưa ướt nó hơi nhòe một chút. Và cũng báo cáo với anh em là khi gửi lan thì qua bão với là để lan khô thì mới gửi được nhé. Chứ còn ướt thì như thế này cũng không gửi được đâu. Gửi thì nó sẽ hỏng. Đó. Đây là mã số 4 này. 120.000 đồng thôi. Đến thân cho anh em kiểm tra. 1 2 3 4 cây rất là đều. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 cây anh em nhé. 120.000 đồng. Mã số 5. Mã số 5. 100.000 đồng thôi. Điểm thân anh em kiểm tra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 cây, mã số 5 100.000 đồng. Và ở đây là mã số 6. Mã số 6 này thì chỉ có 50.000 đồng thôi. Đây ạ. Để đến thân cho anh em này. 1 Để thân rất là dài này. Thân thì dài khoảng độ 40 cm, 50 cm. 2 3 4 5. Đây là một phóm đấy ạ. 6 7 và có cả cái bẻ nữa. Chỉ có 50.000 đồng thôi, mã 6.
và sau đây đi vào các cái hàng lan khác. Để bắt đầu thời tiết đang mưa. Mã số 7, 80.000 đồng. Mã này là có cả nguyên bản và có cả hàng rời. Đây là hàng rời đây ạ. Cây này là một mẹ 1, 2, 3 con. Giá hương tam bảo sắc anh em nhé. Đây là hai thân này. Một thân này. Và một cái mẫu nguyên bản này. Cây khô anh em nhé. 80.000 đồng. Mã số 7. Và giới thiệu tiếp anh em hàng một dòng lan khác nữa. Đó là Hoàng Thảo Ý Ngọc. Mã số 4. Xin lỗi, mã số 8. 140.000 đồng. Một khóm hàng rời như thế này ạ. Đây ạ. Đây là khóm hàng rời. Đấy. Hoàng Thảo Ý Ngọc thì vào mùa thu này bắt đầu thì lá đã xuống và thắt ngọn rồi anh em nhé. Thắt ngọn và xuống lá. Còn mẫu nguyên bản thì được một ạ. Hai. Ba. Bốn. Năm. Cái mẫu nguyên bản này rất là đẹp. Thân này vàng óng. 5 cái mẫu nguyên bản với giá là 140.000 đồng thôi. Đấy. Và đặc biệt ở đây có cái mã Hoàng Thảo U Lồi nguyên bản. Để anh em nhanh tay chốt cái mã này. Mã này thì được 3 thân tơ. Thân tơ dài khoảng độ 1 mét. Đấy, mẫu nguyên bản đây này anh em nhé. Mã số 9, 170.000 đồng. Còn phía bên cũng là Hoàng Thảo U Lồi là mã số 10. Mã số 10 thì cũng đây được một khóm này. Hai khóm được 1 2 3 4 4 thân tơ. Mã này chỉ có 130.000 đồng thôi, hàng rời anh em nhé. 4 5 thân tơ đấy ạ. Một khóm thế này. Và sang mã 11. Mã 11 là 80.000 đồng thôi. Ở đây một mẫu nguyên bản này. Đây ạ. Thân rất là đẹp. Thân tơ. Đã bắt đầu thắt ngọn rồi anh em nhé. Đây ạ. Và một khóm đây nữa. Đấy. Một mẫu nguyên bản và một khóm. Chia sẻ với anh em với giá chỉ 80.000 đồng thôi. Và cái mã cuối cùng đó là Hoàng Thảo tam bảo sắc. Đây khóm rất là to thế này. Anh em sưu tầm về để chơi làm giống. Cái dòng này để hoa tím và rất là thơm. Và cây tuy bé nhưng mà hoa rất là to. Đây là quả hoa của trước đấy ạ. Quả rất là to. Và với giá chỉ có 60.000 đồng thôi. Là cái mã cuối cùng. Rất là cảm ơn anh em đã bớt chút xem thời gian xem video. Mong anh em ấn nút chia sẻ và đăng ký. Xin chào anh em.